chào các bạn nha. Hôm nay mình có mặt tại cái máy này kêu bằng cái máy gấp gom các bạn. Hôm nay mình sẽ quay khám phá cái máy gấp gom này cho các bạn xem. Là cái máy này chế hoàn thành là gần 100 triệu các bạn, 70-80 triệu gì đó. Gần 100 triệu, nói chung là cái này công nhà người ta không tính, nhưng mà có thể là đem thợ chế là gần 100 triệu. Gấp gom thì có thể là hiệu quả đến là 100 công các bạn. Là mình thấy cái này rất là hiệu quả, mình muốn chia sẻ cho các bạn và mọi người. Có ai tham khảo thì mình sẽ để lại số điện thoại cho các bạn và mọi người là xem. Để mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem, rồi có ai nhu cầu gì đó thì điện cho cơ sở này người ta làm nha các bạn. Rồi, mình sẽ quay chi tiết đây. Đây, cái khung ở trên đó các bạn, thì nó giống như là một cái chiếc xe xúc lật. Là cái máy cài xúc lật này nọ vậy đó. Này, người ta sẽ dùng bằng ben thủy lực, con đội ben thủy lực. Nó tới hai cái, đây một cái, đây một cái. Ống ben thì ra. Đây thì cái nùi này rất là phức tạp, là rất là nhiều cái nùi, rất là nhiều sợi dây ống ben. Ống ben nhất. À, còn cái động cơ thì cái động cơ máy cắt 68 luôn, Kubota 68. Ủa sao mình chế thêm cái quạt gió này nữa hả ta? Hả? Xương nhớt à, làm cho nó mát nhớt à? Đó. Là này nó nhiều ti, nhiều ben dữ hả ta? Nhiều ti ha? Nhiều ti nhớt chứ? Lừ đường hả? Đây rất là nhiều các bạn. Đúng, động cơ máy cắt Kubota 68. Cái thùng hạ thùng xuống, đường chân thì chân thì cũng vậy luôn nè, chân cũng là máy cắt 68 luôn. Để xíu nữa mình sẽ nó sẽ hoạt động, rồi mình sẽ quay thêm nó cho các bạn thấy là cái sự hoạt động của nó như thế nào. Là cái con đội nè, con đội này người ta đội lên. Còn cái này thì hai cái cục này á, là người ta sẽ khi gọi mồ cái máy này nó vẫn đem sới đất được, người ta sẽ tháo cái trên đó ra. Còn hai cục này là người ta giữ thân bằng để cho mà nó đừng nó gấp gom nhiều, đừng có cho nó bạc đầu, nó cắm đầu đó. Còn thấy chưa? Trên thì cái máy cắt 68 hạ thùng thôi, chứ cũng không có cái gì là bị đập. Nhưng mà người ta sẽ chế lại làm cái này hiệu quả gấp gom, thì người ta nói rằng là gấp một ngày là cả trăm công đất đó các bạn. Là nếu mà hiệu quả là rất là nhiều, nhân công mới có thể thay thế bằng cái máy cắt này, cái máy gấp gom này. Gấp gom này là để dành là chiên để làm nấm đó các bạn. Gấp gom này là chiên để làm nấm. Gom để nó thành đống như thế này, gom thành đống như thế này thì mới gấp được. Mà trước khi nó thành đống như thế này thì người ta sẽ dùng một cái máy cài người ta ủi. Hồi xíu nữa đây thì mình sẽ quay cái máy cài ủi cho các bạn và mọi người cùng xem. Rồi giờ mình quay cái máy này nó hoạt động như thế nào. Rồi. Để xíu nữa mình sẽ quay thêm chi tiết cho các bạn và mọi người xem. Các bạn, đây là cái máy mà để dành cho phụ trợ với cộng tác với cái máy gấp gom hồi nãy đó. Là cái máy này là chở gom nè các bạn. Máy này sử dụng như một cái máy chở đất của mình vậy đó. Chở được rất là nhiều, chở được rất là nhiều rất là khủng mà chẳng có cần dân công nhiều. Cái này là người ta ben hạ xuống đổ xuống luôn được các bạn đó. Bạn thấy chưa, bề ngang rất là khủng à. Các bạn nhìn thấy hai cái be của bên là nó be lên như thế này thì biết rằng là nó chở khủng đến mức nào rồi. Mà người ta chẳng có cần gì là dân công nhiều, tại vì cái này á chỉ cần tài xế lái thôi. Cái máy này người ta có thể đổ xuống y ra như là cái xe đất của mình vậy đó, xe ben đất vậy đó. Đó. Gấp bỏ lên trên đây là hoạt động một ngày cả trăm công đất đó các bạn. Đó. Rồi. Cộng thêm một chiếc máy cài để ủi nữa, để mình giới thiệu thêm cái chiếc máy cài cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là cái chiếc máy cài để mà mình ủi gom ở đây. Chiếc này là Kubota 5018, có cái dàn đèn năng hạ để ủi gom. Này ủi ngày thì ủi thì rất là nhiều rồi,
bề ngang cái này đâu chừng 3 mét anh ha. Bề ngang cái này cỡ 3 mét đấy các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Đấy, xíu nữa thì nó hoạt động rồi mình sẽ quay từng món cho các bạn xem và mình xem nó hoạt động như thế nào. Nhưng mà hiện tại thì mình nói sơ sơ để lát nó hoạt động rồi nói không có nghe được, rồi các bạn muốn làm cũng không có biết như thế nào, hoặc muốn xem chi tiết cũng không xem được. Đây cái này là cái ben năng hạ của nó bằng cái ben thủy lực như thế này. Bên kia cũng có một cái như vậy. Cái này có 3 mét anh ha. À, 3 mét mấy. Cái này lên bờ mình có thể là mình xả cái này ra để mình ship lại ha. Khá là tiện lợi. Chứ gì đây mình mang đi nó hơi cầm kềnh ha. Này người ta chỉ khi nào lên bờ đó là thì người ta sẽ xả chốt này ra. Rồi xong rồi cái đoạn người ta ship vào trong kia thôi. Đơn giản vậy thôi. Vậy nó hoạt động mình xem. Rồi bắt đầu mình xem tiếp nó hoạt động các bạn. Đó. Gió quá mình không có quay phải che mưa đó các bạn, trời đang mưa luôn đó. Này là cái con máy mà gấp gom mà lần đầu tiên mình thấy những cái con máy gấp gom như thế này luôn các bạn. Nãy giờ trời mưa mình không có quay được cho các bạn xem đó. Giờ trời hơi bớt tạnh mưa rồi, còn rớt lác đác vài hộp à, rồi mình quay thêm cho các bạn xem. Máy này thuộc dạng là tận dụng đồ cũ, tận dụng đồ bỏ đi mà làm lên vậy các bạn. Tận dụng đồ cũ do đó nên những con máy này nó không có đẹp. Chứ mình thiết kế như thế này đã thành công như thế này thì mình mua sắt đồ mới, những cái máy mới mình mua sắt mới thì mình chế thì nó sẽ đẹp hơn, hoàn hảo hoàn chỉnh nên đẹp hơn. Này mình tận dụng để mà mình xài là nó tiết kiệm.
có phần rất là tiết kiệm, nhưng mà hiệu quả thì rất cao đó các bạn. Mỗi một chuyến xe như vậy đó là người ta gấp được 3 công các bạn. Chuyến xe này thì người ta gấp có thể là lên 7-8 công lần, nhưng mà mình ở đây mình không có nhân công, mình không có nhân công để đè ém, do đó nên chỉ gấp được 3 công thôi. Này thấy là nó hơi, cái máy này mình thấy là nó hơi bật cái nhẹ, hơi nhẹ đầu. Cái này tăng thêm cái những cái cục tạ ở đằng sau đít thì có thể là nó đỡ hơn, mình thấy là như vậy. Cục tạ này hơi yếu.
công nữa các bạn, chứ có nhân công thì đè ém xuống là được rất nhiều. Ngày xưa cái chủ máy này đó các bạn, mình xin chia sẻ thêm cho các bạn là biết thêm. Ngày xưa cái chủ máy này xài bằng một cái con máy cày, nhưng mà người ta xài con máy cày đi lầy lúng quá, do đó nên thiết kế lại con máy này xài thấy là ba bốn vụ này thấy rất là êm, rất là tiện lợi. Tiêu anh tài xế luôn rồi đó các bạn, 3 cây số lần trước là mất tiêu anh tài xế luôn rồi đó. Thấy chưa, di chuyển đi như là một cái quả núi vậy các bạn. Này mấy anh này chế là không phải là ấy các bạn, chỉ là nông dân thôi đó, nông dân xài máy rồi chế thôi, chứ không phải là cơ sở gì hết trơn á.
anh xe cái cây giữ gom đằng sau rồi các bạn, xong rồi mấy ben lên đổ. Có phần thiết kế lần đầu có thể là hơi không thể hoàn chỉnh hoàn hảo được các bạn. Cái này mình đổ ra nó còn hơi dính nữa ta ha. Có thể là mình thiết kế làm sao mà mình bớt được cái dạng cây thanh ngang đó lại đó. Chỉ có thanh. Làm sao mà cho nó trơn chừng nào nó ngon nấy, đổ nó mới xuống hết, nó bám từ cái cây thanh ngang này nè. Làm sao mà mình thiết kế được những cái cây thanh ngang này nè cho nó ít lợi nè, không nó có những cây thanh xui này không thì nó chạy ghét ra làm sao này luôn. Trái này không được, nếu mình trái gì mình trái cái này phải dày lên. Một miếng thép nó miếng đúng rồi. Chế gì mình đổ xuống hết. Đúng rồi. Chế làm sao mà một là dày lên hay là hai là bớt cây thanh ngang nó lại. Chế chỉ có chế vậy thôi. Chế nó giữ lại là nó giữ từ những cây thanh ngang đó đó. Chế dày lại cũng được nữa. Để thôi nó lọt ra cái nó bám lại đó. Lần đầu chế mà. Đúng rồi, lần đầu chế. Vậy là êm lắm rồi đó. Dạ.